Chào bạn, bạn đang lắng nghe Hiền Thục Voice. Hôm nay bạn thế nào? Có mệt không? Cô gái à, em đừng khóc nữa, hãy nín đi. Dù em có khóc bao nhiêu đi chăng nữa thì anh ấy cũng không có thấy xót xa đâu em. Đừng để lãng phí nước mắt vì một người không xứng đáng. Em còn trẻ, thanh xuân của em còn dài. Đừng lãng phí như vậy. Đừng tự làm khổ bản thân của mình. Em chịu đựng như thế là đủ rồi. Em thử nhìn lại bản thân của mình xem. Lúc em buồn nhất, em khóc, anh ấy có quan tâm, anh ấy có hỏi han em một lời nào hay không? Hay là anh ấy đang vui vẻ và hạnh phúc với người con gái khác? Nước mắt của em là đắt giá, khóc lần nào phải cho đắt lần đó. Phải để cho anh ấy thấy được rằng là em đã rất rất tổn thương. Những lúc em cần anh ấy nhất thì anh ấy đang ở đâu? Em đã bao giờ tự hỏi mình xem sự hy sinh của mình có xứng đáng hay chưa? Đã bao giờ em thấy mình thực sự quan trọng đối với người ta chưa em? Đã có lần nào anh ấy sẵn sàng bỏ cả công việc của mình chỉ để chạy về ôm em vào lòng vì em nói là em không ổn? Em nói là em rất mệt. Những lần em bị ốm đó, anh ấy có ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho em hay không? Hay anh ấy chỉ hỏi thăm rồi nhắc em là nhớ giữ gìn sức khỏe? Em thử nghĩ xem, đã có lần nào anh ấy công khai em với gia đình và bạn bè của mình chưa? Chưa từng đúng không? Anh ấy lúc nào cũng nghĩ không công khai là tốt cho em, nhưng em cứ tiếp tục với một mối quan hệ mập mờ như vậy, em sẽ nhận được gì? Em đã bao giờ tự hỏi mình rằng tương lai của em sẽ ra sao khi anh ấy cần thì đến, không cần thì đi, mặc kệ cả những lúc em cần, anh ấy cũng không có xuất hiện ngay? Có khi nào anh ấy thực sự dành thời gian cho em chưa? Hay là mỗi khi cạnh nhau, tay anh ấy cầm điện thoại chứ không phải cầm tay em? Thời gian gặp nhau đã ít, nhưng anh ấy cũng chẳng biết trân trọng nó đâu em. Anh ấy có thể dành hàng giờ để nhắn tin với những người con gái khác, nhưng mà kỳ lạ là lại chẳng thể nào rảnh vài phút để gọi điện hỏi xem hôm nay em thế nào. Những tin nhắn của em gửi đến cũng chẳng được hồi âm ngay, mà em lúc nào cũng phải chờ đợi. Em chờ đợi cái gì vậy? Em hỏi thì anh ấy nói bận. Nhưng làm gì có ai bận tới nỗi không thể trả lời một dòng tin nhắn. Chẳng qua là anh ấy bận với em thôi. Chẳng qua em không phải là người giành được sự ưu tiên mà thôi. Những sở thích, những thói quen của anh ấy, em nhớ không? Chắc là nhớ rõ từng chút một. Anh ấy thích ăn đồ ngọt, không ăn được cay. Anh ấy bị dị ứng với hải sản. Anh ấy không thích đeo cà vạt, cũng chẳng thích mặc vest, lại càng không thích những nơi yên lặng. Anh ấy thích những nơi ồn ào và náo nhiệt. Vậy thì sở thích của em, thói quen của em, anh ấy có nhớ không? Chắc là không rồi. Em từng tâm sự với tôi rằng em không ăn được hành, không thích uống trà sữa, bị dị ứng với hoa hồng. Vậy mà lúc đi ăn với anh ấy lại gọi những thứ đó. Em nhắc anh ấy mới nhớ. Và tệ hơn là ngày sinh nhật của em.
anh ấy đã tặng em một bó hoa hồng thật to. Lúc đó nước mắt chảy dài trên má. Những người con gái khác khóc vì hạnh phúc, còn em khóc vì thất vọng. Thất vọng lắm đúng không? Em từng nói rằng có người yêu là để che chở và bảo vệ mình, nhưng thật sự thì em đã thấy mình được bảo vệ bao giờ chưa em? Đồ gì em thích em tự mua, em muốn ăn gì em tự nấu. Bỏng điện, hỏng điện thoại hay là chỉ là cái vòi nước, em cũng phải tự thay. Em không cần đến anh ấy đúng không? Tại sao vậy? Phải chăng là mỗi lần em nhờ đến anh ấy thì anh ấy đều nói rằng là em tự làm đi, có mỗi việc đấy cũng phải nhờ anh. Lớn rồi, đừng có con nít nữa. Và từ đó trở đi, em ngại làm phiền đúng chưa? Sao hôm nay lại khóc nữa rồi? Đôi mắt lại sưng lên và đỏ hoe nữa rồi. Hôm qua đến tháng em bị đau bụng. Em gọi anh ấy nhưng anh ấy bảo bận không tới được. Em đau dạ dày đến ngất đi, gọi mãi cũng không được. Thật sự những điều em trải qua, tôi cũng không dám nghĩ tới. Em bị viêm ruột thừa vậy mà từ qua tới giờ, anh ấy cũng không một tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe của em thế nào. Em có đang thật sự ổn hay không? Em có cảm thấy như vậy là rất mệt mỏi hay không? Em xứng đáng được có những điều hơn như vậy kia mà. Tại sao cứ phải khóc? Tại sao cứ phải quỳ lạy van xin một tình yêu mà tình cảm người ta không đặt ở nơi em? Cô gái à, em đừng có khóc nữa. Em hãy nín đi. Dù em có khóc nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì anh ấy cũng không có thấy xót đâu. Đừng bao giờ để lãng phí nước mắt vì một người không xứng đáng. Em có thể nào quên anh ấy đi được không? Yêu thương bản thân của mình nhiều thêm một chút. Một người con gái tốt như em, tương lai nhất định là sẽ gặp được người biết trân trọng và xứng đáng với em hơn. Mệt mỏi rồi xin bỏ ngoài kia. Nếu như em cứ tiếp tục như thế thì người khác nhìn vào sẽ nói em ngu đấy. Nếu như em cứ tiếp tục như thế, liệu rằng em trụ được đến bao giờ? Tình yêu giống như một phép nhân vậy. Cho dù con số tình yêu của em có lớn bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng người ta là bằng không, thì em nghĩ đi, số nào nhân với không cũng bằng không. Chúng ta có thanh xuân, hãy yêu một người xứng đáng. Nhưng mà trước tiên muốn yêu được một người xứng đáng thì hãy yêu lấy chính bản thân của mình. Dành thời gian cho mình nhiều thêm một chút. Tự hỏi bản thân của mình thích cái gì, muốn cái gì. Tự hỏi bản thân của mình có mệt hay không. Mỗi ngày hãy nhìn em trong gương xem, tiều tụy thấy rõ tại sao những cô gái ngoài kia họ rực rỡ và xinh đẹp như vậy, còn mình thì áp lực đủ điều, mệt mỏi đủ thứ. Mong em mỗi ngày đều có thể vui vẻ, mỗi ngày đều có thể an nhiên mà sống một cuộc đời. Sống một cuộc đời đi tìm hạnh phúc cho chính mình và một hạnh phúc xứng đáng.